Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Dragon City. Và mình là Thanh Nghe Gì Đây. Thì nếu như em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái phần cái quest ở đây. Mình đã làm xong cái nhiệm vụ ở phần Magma Rock Cup. Và chúng ta đã được thêm một cái hòm. Cái hòm nó mở ra, nó sẽ được thêm một cái số mảnh. Ok, cái gì đây? Bây giờ cái quảng cáo nó nhìn đơn giản hơn nhỉ. Nó thu nhỏ bé lại, nó không còn to như trước nữa. Thì chúng ta được bao nhiêu cái mảnh rồi đây? Chúng ta được 3 mảnh Magma và 3 mảnh Frozen. Chung quy chúng ta sẽ có tất cả 6 mảnh, mình còn thiếu 4 mảnh nữa thôi. Là chúng ta sẽ đổi được cái con rồng yêu cầu 10 mảnh ấy. Đây, phải không ta? Đây đúng không? Đúng rồi. Yêu cầu tất cả 10 mảnh nhá. 10 mảnh là cả hai cái. Không phải là mỗi cái 10 mảnh đâu, mà cả hai cái gộp lại thành 10 mảnh là đủ được một con rồng. Con rồng này trông khá là chất và đẹp đây. Nhưng mà không biết là còn có thời gian là 3 ngày và 1 tiếng nữa, thoải mái làm thôi. Nhiệm vụ này cũng không quá chi là khó khăn cả. Mình đang làm đây. Cái mini collection này thì gần như không làm được rồi này, chắc chắn luôn đấy. Rất là khó. Chúng ta sẽ đi thu hoạch cái này để lấy thêm cái điểm coin nha. Và buổi sáng đã thu hoạch rồi. Là khoảng từ 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng ấy. Đấy, là một lần. Và từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối thì sẽ thu hoạch một lần nữa. Và từ 6 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau là sẽ thu hoạch được một lần. Có nghĩa là 3 lần trong một ngày. Nhìn chung là rất là khó lấy đủ bộ 3 để hoàn thành trên trong cái bộ tập mini collection. Tại vì là cái mini collection nó chỉ diễn ra trong vòng có mấy ngày thôi. Nó không phải diễn ra lâu dài. Vì thế rất là khó khăn. Không biết là như thế nào đây. Chúng ta sẽ cứ muốn lấy nhanh thì chỉ có cách là nạp thẻ vào thôi. Nạp tiền vào thôi. Siêu âm thanh này, Hải Long Vương này, Sea King này, và con này. Đấy, cho gửi đi thôi. Nạp thẻ thì có cách hai cách. Đó chính là sử dụng cái thẻ Visa Debit, thẻ ngân hàng ấy, thanh toán quốc tế. Đấy. Thật ra chỉ có một cách, thì mình còn không biết cách thứ hai cách như thế nào. Chắc chỉ có một cách thôi. Và chúng ta trồng thêm thức ăn nha. 2,1m này. Ui, hết sạch vàng luôn. Tốn kém thật. Con trâu của mình đi học xong skill rồi. Nó học một cái trâu, một cái skill mới mang tên là The Grim Reaper, một chiêu bóng tối. Lý do tại sao mình học chiêu bóng tối, tại vì là cái chiêu bóng tối của team mình đang khá là cùi. Vì thế con này, chiêu bóng tối dùng để khắc chế lại ánh sáng với một cái hệ nữa, hệ kim loại. Ok, thì hôm nay sau mai sẽ cho con tiếp theo là con đấy mình học, con Miêu Vương đi học thêm một skill mới nữa. Wolfie đã được học, Black Hole sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ học chiêu xem nào. Cannonball sẽ tăng sức mạnh là 3%. Hour of Time thì sao? Hour of Time sẽ là 6%. Black Hole sẽ là 6%. Wolfie vẫn là Wolfie, sẽ trừ 2% này. Với thiên nhiên này. Ok, để sau đi, để sau nó sẽ học sau nha. Và chúng ta sẽ xem nào. Mình sẽ nở một quả trứng trong này ra để kiếm thêm cái điểm coin. Đó chính là một con rồng mang tên là một con Nightwing, đôi cánh của màn đêm. Nó sẽ cần War hoặc là Ice. Chúng ta sẽ cần... hết sạch tiền rồi. Tôi hết sạch tiền rồi ta. Ai chà, trồng cái loại cây thức ăn kia tốn kém quá. War hoặc là Ice. Ice, mình có một cái chuồng đây. Có một con hình như là trùng rồi. Con này là con gì? Con Appin à? Appin không biết là mấy con đây. Không nhớ nữa. Chúng ta sẽ tìm xem nào. Đây, có những con nào nó trùng rồi thì mình sẽ bỏ đi. Đây, chúng ta sẽ tìm tới cái hệ, đó chính là hệ băng giá trước. Hệ băng giá của mình, tất cả đây. Tất cả những con băng giá của mình đây, hiện tại đang có đây. Con Ice, con Mawahaha, con Grit lắm lắm. Con Pier này. Con nào trùng, làm sao mà biết được con nào trùng? Ở đây, con Appin đây, Appin cấp 10. Con này chắc chắn là sẽ trùng rồi. Ta sẽ bán con Appin này đi nha. Ok, như cái nhạc của mình đang bật thì nó hơi ấy rồi. Rồi, được rồi, nhạc này thế là ổn rồi. Và chúng ta sẽ cho cái con mới vào. Con vua của màn đêm. Mình có thêm một con nữa này. Con Nightwing. Con Nightwing cho đây nha. Xin chào mừng anh Nightwing Dragon, đôi cánh màn đêm đấy. Nhìn cái dạng một của nó đẹp đấy, nhưng không biết là lên dạng hai thế nào đây. Chúng ta sẽ cho con Nightwing này lên cấp cái. Chúng ta sẽ cho nó ăn cấp 2 rồi em. Đây là cấp 3, cấp 4 này. Từ từ nó sẽ tiến hóa dần dần. Đấy, con Nightwing này
lên cấp 7 như là xấu lắm thì phải. Để xem nào. Đấy, nhìn sao nó mờ ấy nhỉ. Cấp lần cấp 3, cấp dạng nhỏ thứ hai thì nó rất là đẹp nha. Con Nightwing đây. Và một con Archangel. Con Archangel thì đang cần để cho vào trong cái phần đấu trường. Không phải đấu trường mà là phần quest. Nó yêu cầu là môi trường ánh sáng. Ok, môi trường ánh sáng. Ánh sáng cái này là cái gì? Cái này là light đúng không? Đây là light đây. Cái light thì mình có một cái nhỉ? Chắc chắn là mình chỉ có đúng một cái thôi, không có cái thứ hai. Mình sẽ cần phải xây thêm. À, mình có thể di chuyển với con này đi đâu được không? Di chuyển sang bên này, tạm con gà này. Con gà mình sang đây đi. Và ta sẽ cho con Archangel này vào đây. May quá, vừa đẹp. Vừa đẹp luôn. Đấy, đeo Archangel. Cũng là con đầu tiên của mình. Rồi, ok, chúng ta cho nó lên nào. À, cho lên cấp cái Archangel đâu. Con rồng thiên sứ. Nó chỉ có duyên nguyên hệ ánh sáng thôi. Và con này cũng khá là đẹp. Cấp 7 này. Đấy, cấp 7 là tiến hóa rồi. Và mình sẽ dừng nó ở đây thôi. Nhỉ. Và chúng ta sẽ cần phải nó ở trong cái màn thi đấu ở trong kia. VS này. Phần quest này. Phần quest, phần Twister Cup. Sắp được thêm con rồng mới đây. Con rồng Archangel. Yêu cầu phải là cấp 20. Ấy chà. Không biết có đủ thức ăn cho nó lên cấp 20 không đây. Vấn đề là như thế đây. Cấp 7 rồi, cấp 10. Sao không đủ mất. Hơn 200.000 này thì đúng không đủ rồi. Cứ cho nó ăn tối đa thôi. Để xem lên được thì lên, mà không lên được thì phải chấp nhận. Cấp 12 rồi đây. 13 rồi. Ôi tốn kém lắm, còn hơn 100.000 nữa. Cầu mong sẽ lên được nha. Không lên được mất, không lên được. Đây đây, 89. Không lên được rồi, không lên được rồi. Thiếu thức ăn. Mình sẽ cần khoảng là phải tương đương với gần 100.000 thức ăn nữa thì nó mới lên được. Bó tay rồi. Bây giờ hiện tại thì em bó tay. Không cho nó ăn lên được. Rồi. Tạm thời cứ dừng cái con cấp 18 đấy. Và chúng ta sẽ vào trong arena nha. Tiếp tục chiến đấu. À không, hôm nay ta sẽ chơi phần Liquid đi. À, hoặc là chơi Liquid đi. Liquid đã được hồi đấy, combat đã được hồi. Và mình sẽ cần kiếm thêm mấy cục game ở đây. Ok, trời ơi, quên không chọn con mới, cái con kia học skill mới về. Chọn cái team này thì nó hơi khỏe quá. Nó có một con Heroic cấp 24, hai con Heroic cấp 24. Ok, chúng ta sẽ có chiêu lửa. Lửa phải là chiến binh. Đây, hai Rim. Mỹ Hồ Vương, Wolfish. Tiếp cho con trâu ở nữa. Bỏ con Arcautis Dragon đi. Con hai ở đây rồi. Con trâu rồi. Trâu bóng tối lửa, không có chiêu gì hại được mình. Đảm bảo luôn đấy. À, ok, 17k máu. Wolfish thôi. Wolfish chiêu mạnh nhất hiện tại của mình. Và dậm nó, một phát đấm xuyên tâm, vỡ tường. 9000 máu. Cuối cùng là con cấp 24. Wolfish đấm nó xuyên tường nào. Đấm xuyên tường. Xuyên qua. Quá khỏe. Ơ, còn 11 máu kìa. Đùa nhau. Thế nhỉ. Ok. Rồi, đấm Wolfish phát nữa nè. Không phải sợ, lên. Đẹp, 10.028 máu. Còn tiếp theo là đây. Còn khủng long. Con này rất là chất. No damn, nó dùng chiêu chiến binh à. Không ăn thua. 25.000 máu cấp 24. Nhưng mà không sao. Chiến binh thì phải hỏi anh này. Anh này là anh có chiêu cực kỳ mạnh, cực kỳ bá đạo đây. Sioranic đóng băng này. Chết luôn. Khiến là những chiến binh mạnh mẽ nhất như con khủng long như thế này. Con này là một con T-Rex. Và con này là mình nhớ đến cái bộ phim siêu nhân ngày xưa, Khủng Long Bạo Chúa. Rồi, thanh niên này cho nghỉ ngơi đi. Nhưng mà vương sẽ là quay trở lại này. Và chúng ta sẽ cần con Archangel, cái con mới của mình. Đây, Archangel đây. Ít ra cũng phải cho nó vào tí. Rất đẹp, rất đẹp. Một con thiên sứ. Cực kìa đẹp luôn. Ok, và tiến lên nào. Chúng ta sẽ đối đầu với ai đây. Hiện tại ta đang có 22 game. Ok, ôi, một con hai gì đó. Nó tầm, nó có hệ pua thì dùng thanh niên đánh thôi. Không nên là dùng con khác làm cái gì. 13.000. Cấp 24 đấy, nhưng mà chưa luyện tập.
khá đẹp. Có một số, có một, mình thấy có một người, có một thanh niên trên Facebook vẽ cái con này khá là chất. Con này là một con giống con đại bàng. Thật ra thì theo đánh giá con này không được hoành tráng lắm theo mình. Thế là con pua, tất cả đều nó đều hệ pua hay sao đây? Con bò rồi, xung trận phát. Em bò rồi, đây. Học skill mới là skill The Grim Reaper. Để xem sức mạnh như thế nào. Nó có chiêu nước à? Wow! Chiêu có hẳn một cái con tử thần. Lấy mạng luôn. Đẹp thật. Đây đấy. The Grim Reaper. Anh em có thể nhìn kia không? Cứa sủa. Ôi, đẹp. Chất, chất đến từng chi tiết. Cuối cùng là một con chiến đấu à? Nó hô cái gì lên vậy? À, chiêu này không dùng được đấy. Ok. Cái đầu chiêu này được bao nhiêu máu? 7000. Nó sẽ còn khoảng 6900 nữa. Nó chém tôi. Man, sấm sớp ghê thật. À, Chenger nào lên nào em. Hơi bé. Con này nó mà to lên một chút nữa thì nó cực kỳ là chuẩn. Cực kỳ là chuất luôn, chất luôn đấy. Toàn ánh sáng thôi. Light Prime này. Chơi khá lạ này. Gương ánh sáng thì mình nghe rồi. Light Prime. Nó sẽ tạo ra cái gì đây? Một cái cục phát sáng thôi. 3000. Mình cũng cấp 18 rồi đấy. Không xoắn lắm. Ok, không biết có... Ôi trời, ăn nhầm rồi. Chứ đấm thường này thì yếu lắm. Rồi chết rồi, nó chém bay đầu à. Con Archenger. Cổ thân bé. Cổ thân vãi, thanh niên này. Nào, con Ngưu Ma Vương sẽ tiến lên nào. Và chiến đấu. Chiêu Poison EV. Mấy chiêu này thì hơi yếu. Có mỗi chiêu chiêu mới đẹp. Chiêu lửa này thì cũng khỏe này. Để mình xem có nên học chiêu lửa cho con này không. 25.000 máu với một sao bạc. Chúng ta còn một trận nữa để qua được cái Liquid số 39. Để chuyển qua Liquid 40. Goku. Ai chả Goku. Goku thì đúng thanh niên là Ngưu Ma Vương rồi. Sử dụng rồi. Đây rồi, The Grim Reaper rồi. Chặt đâu. Cứa. Không chết. Hơi buồn là không chết. No damn này em ơi. The Grim Reaper. Chặt đầu phát nữa. Atomic này. Atomic. Atomic Dragon. Ánh sáng. Băng, có băng giá. Nếu băng giá thì khỏe. May quá nó dùng ánh sáng. À, nó dùng sấm ánh sáng đúng không? Grim Reaper. The Grim Reaper. Phải chém như thế này. Chết luôn. Cái liễu đẹp quá. Đúng là chuẩn xác khi học cái chiêu này đấy. Mình tên đây khá là lạ nên mình muốn xem chiêu như thế nào. Chuẩn xác à? Lại Grim rồi. Thanh niên này. Thanh niên này thì cũng chết thôi. Và chúng ta sẽ chuyển qua được cái Liquid mới ở đây. Victory. Một chiến thắng đơn giản nhẹ nhàng. Claim thêm 3 viên game này. Combat tiếp theo sẽ đối đầu với ai đây? Nó đang bị lag rồi. Vừa đang bị lag anh em ạ. Hai con này vẫn đang sinh sản, vẫn miệt mài sinh sản với nhau. Ở trên kia thì ở trên kia quên không được sinh sản rồi. Nhận thêm một game này. Tiếp tục là xây này, vẫn đang xây xây và xây. Chúng ta phải mở cái khu vực vùng đất chết này và khu vực cầu vồng, đảo cầu vồng và đảo vùng đất chết nữa. Rồi, ok, quest này thì là sao? Cái quest cuối cùng sẽ nhận thêm một con rồng nữa nhưng mà nó cần 28 game để speed up. Mình có nên speed up không nhỉ? Nó nhận được một con rồng khá là ổn đấy. Nhưng vấn đề là mình hết game rồi. Chúng ta chỉ còn có 20 mấy game thôi. Không đủ game để mà chơi. Thiếu 2 game nữa. Không chơi được thì thôi. Phải hoàn thành cái này mới được thêm 3 game này. Tiến lên ạ. Còn tiếp theo ở đây. Gaspy có gì đâu. Quý ông này. Ok, con này thì chẳng con nào đánh được. Phải nói thật là chẳng con nào đánh được. Hệ một cái hệ khó chịu ở đây. Chịu thôi. Đánh thường thôi. Đánh thường xem nào. Sóng âm à? Sóng âm thì có gì đâu. Chẳng qua con này cần luyện skill nên mình chỉ cho nó đánh trước.
một phát cắt này, ngọt lịm. Thế như nào đó, ôi con rồng này xấu thế ta. Con rồng này thuộc cái loại cũ rồi, nhìn người nó cứ mờ mờ ảo ảo này. Nếu anh em thấy à, thành này bị khắc chế à, khắc hệ à. Khắc hệ thì cũng phải giết được con này, chắc chắn luôn. Ôi sao có 9.000 nữa à? Thôi rồi, Nova, Frost Nova, đóng băng cây cối mà. Khó chịu, khó chịu. Cuối cùng là sẽ là một con rồng ông chủ. Mình cho nó gọi là gì à? Godfather, bố già đi. Cầm hẳn một túi tiền nữa, sĩ chưa. Bóng tối, bóng tối thì không được rồi. Bóng tối thì phải là ánh sáng đi thôi. Nên là bóng tối nơi đó sẽ có ánh sáng. Light Wars thành gươm ánh sáng, chém bay mọi thứ tà ác trên thế gian. Khỏi được 7k. Thôi rồi, nó khắc chế mình. Cũng bóng tối à. Nhưng mà mình đánh trước rồi em ơi. Gươm ánh sáng, chém nó. Chém nó. 7.388 máu. Con rồng mới đẹp phết nhỉ. Con rồng ông chủ mình chưa có. Bố già, bố già mafia. Claim này. Trận tiếp theo ta sẽ đổi con này. À, chúng ta sẽ đấy thanh niên hát này vào. Đây đúng rồi, bộ đôi bao hát này đã trở về rồi. Và mình sẽ tìm kiếm những cái thử thách khó khăn hơn ở trên này. Xem nào. Rainbow thanh niên này. Yếu vãi nhớt ra. Đây rồi, chuyên trị Legendary đây. Như Ma Vương là chuyên trị Legendary. Ok. Rồi, vào đây. Nó sẽ một chiêu yếu với mình thì không phải Grim Reaper. À đúng rồi, có một bạn là bảo tên mình nên đổi tên cái con Mỹ Hầu Vương này sang tên khác. Và nó là có bộ giáp vàng đúng không? Thì mình nên đặt cho nó tên là Hoàng Kim, Hoàng Kim Vương. Có vẻ hay đấy. Chuyên trị Legend đấy rồi. Thanh niên là sát Legend. Gọi là gì nhờ? Legend Slayer. Ủa đúng rồi, mình sẽ đặt tên như Ma Vương là Legend Slayer, chuyên kể chuyên diệt Legend. Được đấy, tên có vẻ chất chơi đấy. Đây mình bắt đầu nghĩ những cái tên gọi là chuẩn này. Ây à, con Dance có gì đâu. Ui con cấp 21 có gì đây, đẹp thế nhở. Con quái đây. Ai chà, nó là lá đúng không, đóng băng hoặc là lửa đốt, chỉ có thế thôi. Lửa đốt tiếp theo của con này là chiêu Magma Storm thì phải. Hôm qua mình có xe là Magma Storm. Thôi chết đi em. Đây man, con này là con gì đây mà đẹp thế. Wow, con này mới là giáp vàng này anh em. Chúng ta phải cho giáp vàng đối đầu với giáp vàng cái. Đâu rồi, thì giáp vàng rồi. Đây. Đấy, giáp mình giống màu đồng hơn. Giáp là giáp vàng xịn này. Man, con này đẹp thế. Wolfish hơi yếu máu, cấp 21 là 12k là hơi yếu máu nhưng mà đẹp. Rất là chất, không biết tên con này là con gì. Nó có 4 hệ, hệ pua, hệ ánh sáng, sấm sét và chiến binh. Chắc là cũng nó có hào quang kìa. Con này là con đấy à? Heroic kìa. Nó có hào quang nhá, nó có cái vầng hào quang gì đó. Con này con game rồi thì không con game thì không chấp rồi. Cái hệ này thì mình chưa biết cách nào để khắc chế ở đây. Cứ đánh thôi. Đóng băng à? Đi đóng băng nhá. Mày thế. Đóng băng thì đúng là có khi còn ngửa ở đây chết luôn đây. Kết thúc. Này này. Ok, ta sẽ quay trở ra và đi đổi tên cho mấy con rồng của mình. Tên cho nó hay ho một chút. Victory. Chúng ta đã hoàn thành xong trong cái phần này, claim này. Rồi, chúng ta đi đổi tên nào. À, để mình xem con Heroic lần kia có phải là Heroic không. Xem nào, độ hiếm này, Heroic. Và nó tên là gì? Ok. High Entity, High Spirit, con High Spirit thì mình vừa biết rồi. High Queen, High Queen, High Tech. Không phải là Legend nha, con này không phải là Legend. Chắc chắn rồi. Độ hiếm của nó Elemental này. Hệ của nó hệ này đúng không? Đúng không? Hệ này chuẩn rồi. Có rất nhiều con mang hệ này anh em ạ. Nhiều lắm. Chả biết tìm đến nơi nào.
biết tìm đến bao giờ. Mà giờ thôi kệ thôi nhờ, thôi cho sẽ kệ thôi. Ăn quay mình về mình cần phải cho bọn nó hệ này, không phải hệ mà là cái đội hiếm hát của mình đổi tên cái. Chúng ta tìm tới nó Heroic đúng không? Mình sẽ đổi tên cho nó. Con này không phải là Mỹ Hồ Vương nữa, tên nghe nó không thể hiện cái chính xác được. Phải nói là Hoàng Kim. Ok. Mình sẽ bật cái Việt Key lên một chút để cho có thể là viết được tiếng Việt. Đây rồi. Không được. Hoàng Kim. Đấy, viết được tiếng Việt mà. Hoàng Kim Vương. Sao vậy? Chữ lỗi à? Được. Đấy, Hoàng Kim Vương. Tên nghe chất vai. Chất lừ luôn. Và cái con kia nữa, con Heroic kia, mình sẽ đặt tên cho nó. Nhưng con High Snow đấy anh em ạ, nên đặt là cái gì? Tên sói vương hơi cùi bắp, thật sự hơi cùi bắp. Chúng ta sẽ đặt tên con này, đó chính là Legend. Đâu rồi? Có ra chữ không? Legend. Slayer. Gọi là chuyên diệt Legendary đấy. Tên nghe chất vãi. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.